อีอาloài mày không đáng một xu, kiếm tiền bất chính ở vừa ngu vừa nhiều, tranh dịch đang nẻ biết điều, có đâu ngang ngược quỷ yêu như mày. Bao người vất vả đêm ngày, nó ăn nó uống cho mày yên thân, mà mày ra vẻ bần cần, chê cơm cho chó có phần kiêu căng. Bao người bên cạnh vẫn ăn, mà họ vẫn sống ở phải chăng ở khác mày. Giang hồ quân tử thẳng ngay, có đâu bất nghĩa như mày hả điên. Đất nước cố gắng bình yên, mà sao không hiểu giờ điên giờ khùng. Mày làm ra vẻ anh hùng, thực ra nhân cách vô cùng xấu xa. Pháp luật không thể dung tha, đưa nó vào trại để mà huỳnh hoang. Làm người không thể làm càn, rồi gieo đau khổ điều tàn cho dân. Ai